Xin chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay tôi xin mời quý vị và các bạn cùng với Vũ khám phá những bí ẩn về thành nhà Hồ. Ngôi thành được xây bằng đá. Và những khối đá rất là lớn này nó có hình chữ nhật, hình vuông và kích cỡ vô cùng lớn. Mà đặc điều đặc biệt của đây là tại sao nó chỉ xây trong vòng 3 tháng? Và những bí ẩn xung quanh cái thành nhà Hồ này là như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng với Vũ khám phá cái ngôi thành nhà Hồ này nhé. Thưa quý vị và các bạn, thành nhà Hồ chẵn 500 năm thì được UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa thế giới. Ngôi thành đá này rất là kỳ vĩ, độc nhất vô nhị, mà nó đã trơ gan cùng kế nguyệt hơn 600 năm. Là những công trình, những thành quách, bởi vì ở trên Việt Nam và trên thế giới này có rất nhiều thành quách, đền đài, miếu mạo cùng với những vật thể và phi vật thể. Nó đã tồn tại và kéo dài thời gian suốt nhiều các triều đại phong kiến tại Việt. Nhưng mà tại sao mà UNESCO lại để mắt đến công trình của một ông vua chỉ ở ngôi 7 năm? Ông vua ấy chính là Hồ Quý Ly, đứng đầu một triều đại hàng trăm năm. Và các nhà chép sử không tiếc lời sủa xá làng Ngụy là không xứng danh. Hoành tráng chính triện như cuốn Toàn Thư hay là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Sử Thần Ngô Sĩ Duyên đã không ngần ngại chép và tách riêng ra một kỷ hay gọi là thiên chương, gọi là Ngụy Hồ. Cao 10 mét
có bốn gò cống, biển về việc ghép hàng ngàn hàng vạn viên đá, thớt đá, hình vuông, hình chữ nhật, mà những viên lớn có kích cỡ dài 5,1 m, rộng 1,59 m, cao 1,3 m, trong 20.000 m khối đá. Thì bà Catherine Moore Marie nói rằng cái việc kỳ khu cũng là kỳ quan khi xây dựng bốn vòng cổng thành, được ghép các cái khối đá hình núi cam cho những cái vòng cổng ngất ngư mà không dùng bất kỳ vật liệu nào để kết dính. Rồi biển khối lượng đá lớn như thế lấy từ đâu, vận chuyển bằng cách gì? Và trong một lần đấy, khi mà được công nhận là văn hóa là di sản của thế giới, thì lên di sản ấy thì bà Catherine Marin cũng đã lặp đi lặp lại hai từ bí ẩn trong cái đêm thiêng liêng ấy rất là nhiều lần. Và để thấy rằng việc xây dựng thành nhà Hồ vẫn luôn luôn là một bí ẩn. Sau cái thời điểm nhận bằng di sản, các nhà khoa học trong nước và ngoài nước đã tìm ra nhiều câu trả lời cho vấn đề như trên. Nên là nguồn gốc đá sẽ thành các công trường khai thác, chế tác, quy trình đá sẽ thành cách thức khai thác công cụ chế tác đá sẽ thành như thế nào, từ đâu. Và kết quả khai quật phát hiện ra rằng núi Lam Tôn của xã Vĩnh Yên gần thành nhà Hồ là công trường khai thác đá nguyên vật liệu của trong xây dựng thành Tây Đô. Và sau công trường Am Tôn, hàng loạt các công trường khai thác đá cổ khác được phát hiện như ở núi Xuân Đài, núi Nhà Rồng, núi Tiến Sĩ ở xã Vĩnh Ninh, cũng thuộc huyện Vĩnh Lộc. Và từ năm 2015 đến năm 2016, di tích Hào Thành Nam, Hào Thành Bắc được khai quật. Cái diện tích nghiên cứu là khoảng 5.000 m², di vật thu được đã chứng minh cho sự tồn tại của một đại công trường tập kết, chế tác, quy trình đá dưới chân tường thành với diện tích khoảng 180 m². Và tháng 5 năm 2016, trung tâm đã cùng với các chuyên gia, các cơ quan nghiên cứu bảo tồn quốc tế khảo sát phát hiện ra được 24 dấu tích kỹ thuật, đó là các sảnh đục còn lưu trên các phiến đá xây dựng thành với kích thước khác nhau. Đó là những dấu tích của kỹ thuật khai thác và chế tác đá thường hồ còn lưu dấu ở chính những khối đá lớn trên tường thành. Và một cá nhân nữa là năm 2011, dự án khai quật cổng Nam của thành Hồ đã phát lộ con đường Hoàng Gia được nhà Hồ cho xây dựng nối từ thành nội đến đàn Nam Giao, và được đánh giá là con đường đá cổ đẹp được bảo tồn nguyên vẹn nhất cho đến hiện nay ở Việt Nam. Và đã phát hiện kiến trúc khu công trình phòng thủ Tống Thành. Tống Thành là lũy phòng thủ ở Cống Thành lần đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam. Và các nhà nghiên cứu đánh giá đây là kiến trúc độc đáo hiếm có ở nước ta thời phong kiến, được xây dựng sau giai đoạn Trần Hồ. Di tích đền Tế Nam Giao cũng được tiếp tục nghiên cứu khai quật với diện tích 24.000 m². Kết quả nghiên cứu đã vượt qua sự mong đợi của nhà khoa học. Một di tích chứa đựng những giá trị lịch sử văn hóa liên quan đến thượng tầng kiến trúc vương triều Hồ đã được phát lộ tương đối là rõ nét. Và các cấp đền Đàn Tế Nền Nóng
đường đàn giếng vua, đường thần đạo, thần trù, thần khố, hệ thống các loại hình cống thoát nước, mộ táng động vật trấn yểm và hàng vạn hiện vật với các loại hình khác nhau có niên đại thế kỷ là 14 đến 15. Thành quả công tác nghiên cứu khoa học 5 năm đã phần nào minh chứng và lý giải cho câu hỏi rất là lớn của lịch sử là tại sao Hồ Quý Ly và các cộng sự có thể xây dựng kinh thành Tây Đô trong thời gian 3 tháng. Và cái đề án nghiên cứu khai quật khảo cổ chiến lược giai đoạn năm 2013 cho đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với diện tích khai quật là 56.000 m². Trong đó các hạng mục như là hào thành, chiến diện, đường hoàng thành, các cổng thành. Hiện nay di tích hào thành phía Nam, hào thành phía Bắc được khai quật nghiên cứu. Cùng với việc tuyên truyền quảng bá có nhiều cách làm sáng tạo được tổ chức giới thiệu đến các công ty lữ hành, các tour du lịch trong 5 năm qua thì song song với việc du khách trong nước và quốc tế với di sản thế giới thành nhà Hồ từ con số khoảng 20.000 lượt khách năm 2010 cho đến năm 2015 thì cũng chỉ đạt 100.000 lượt khách. Và ở đây thì ngân sách vẫn còn kẹt trong việc giải phóng và bàn giao một phần lớn khu vực bảo vệ một của thành Nhạc Hồ, chưa được bàn giao cho trung tâm quản lý di sản. Nguồn lực hiện nay chưa đáp ứng trong việc quản lý và bảo vệ bảo tồn phát huy giá trị khu vực di sản rộng và 5.234 hecta, bao gồm một địa giới hành chính của 8 xã và một thị trấn của thuộc huyện Mỹ Lộc. Việc triển khai xây dựng quy hoạch quần thể khu di sản thành nhà Hồ gắn với việc phát triển du lịch thực hiện trong thời gian khá dài mà chưa nhận được nhiều cơ chế chính sách của trung ương và địa phương thì ở đây khu trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục được bảo vệ và đưa vào khai thác trong việc du lịch. Và một điều nữa đó là hiện nay phần mộ của vua cải cách Hồ Quý Ly và tức là tác giả Lý Sám Thành Hồ cùng người con trai là Hồ Hán Thương với cái tài chế tác súng thần thần công được nhà Minh súng thần công được nhà Minh trọng dụng và tăng chức cao. Hiện phần mộ đang ở Trung Hoa lục địa mà câu gọi từng đề cập nhắc nhở thì vẫn đây cũng đang là một cái chủ đề mà chưa được hé lộ trong về tác giả Thành Nhà Hồ này. Đấy là toàn bộ những kiến thức, những câu chuyện về xung quanh Thành Nhà Hồ và những bí ẩn về Thành Nhà Hồ, tác giả xây dựng Thành Nhà Hồ. Một phần nào giúp cho quý vị và các bạn hiểu biết thêm một chút về Thành Nhà Hồ, cái công trình kiến trúc xây dựng bằng đá, đá nguyên khối. Đấy cũng là một cái rất tự hào về người Việt mình. Và tới đây em xin dừng video ở đây. Chúc quý vị và các bạn vui vẻ và nhớ like, ủng hộ kênh của em để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào. Don't stop.